Rồi cây kiển nhà vườn Thành Mười xin mến chào quý anh em cây cảnh cây kiển trên cả nước. Hôm nay mình cũng có một số mặt hàng muốn giao lưu với anh em, cũng như bữa nay là cây thập cẩm đi anh em ơi. Số điện thoại của mình là 0797 999 848, địa chỉ mình là ở Bình Tân, Vĩnh Long nha bà con. Rồi xin vô cây số 1. Cây này mình quên nãy giờ quên tỉa nữa. Cây này đế đẹp nha bà con. Cây này như vậy này này là không có sao nha bà con. Cây này là một cây là tu hú Đài Loan nha bà con. Cây này là rất là hiếm nha bà con, ít ít có người chơi cây mà ít có người mà biết cái cây này lắm. Cây này là tu hú Đài Loan nha, ta sửa cũng là nhiều năm lắm rồi. Cái lá nó nhỏ xíu bằng đó, cái lá nó bằng cái đầu ngón tay út thôi, nhỏ ra lá rất là nhỏ luôn. Tu hú Đài Loan nha bà con. Nghe ông thợ này ông nói vậy chứ mình cũng không có gành cái cây này, mình nói vậy cũng chưa thấy cây này luôn. Rồi chiều cao là nó 36 tầm 37 đi. Tán ngang nó khoảng 48. Rồi vô hoành thân luôn. Hoành thân đo gì đi? Hoành thân đo chỗ này là được 14. Đo hết cái cụm củ này nha. Củ này đi. Cây này đế củ đẹp. Là 22, củ 22 nha bà con. Đó. Chậu này là tổng hoành là được 34, chiều dài, chiều ngang là 24. Đó. Cây này là cây tu hú Đài Loan nha bà con, cây này sửa nhiều năm lắm rồi đó, cái chi nó khoảng đó, cái chi nó nè. Đó. Cây này là lâu năm lắm rồi nha bà con nè, đó vàng xương nè, đó. Rồi cây này là cây số 1. Cây số 1 này là giá là 2 triệu 500 ngàn. Tu hú Đài Loan gì đây không biết nữa đó, vàng xương cành nè, đó, ghép được. Cái này ta sửa lâu năm lắm rồi. Cây zin nha bà con. Rồi. Cây số 2. Quay chậm chậm đi, bữa nay cũng ít cây. Cây số 2 là một cây, cái gốc dưới này là cái gốc gừa đọt đỏ nha bà con. Gừa đọt đỏ, xi đọt đỏ gì đi, xi búp hồng gì đó, đọt đỏ đó. Ở trên này là ghép gừa bông nha bà con, ghép gừa bông bằng bắp tay nè. Đẹp còn bắp tay này ghép không biết bao nhiêu nào năm luôn. Đó, chơi theo kiểu cây bài nha bà con. Một nè, chi phong nè, nó chi ba nè, chi bốn nè, nó quấn theo cây bài, lối cây bài đó, đó đó, dáng hình thú nha bà con. Cái chân này là chân mình mới ghép nha bà con, người ta ghép rồi về mình ghép mình chỉnh sửa lại, mới sửa lại nha bà con. Đấy mình con thú nè, hai chân trước và hai chân sau, chân này là mới ghép nha bà con. Nào mình nói báo cáo cho bà con rành rẽ đàng hoàng nha. Rồi mình xin đo thông số. Tổng cái chiều cao là 100. Tán ngang nó là 75. Đó. Cây này quýnh cây bài nha bà con, cái chi nữa nè, cái chi đi. Đo hoành thân trước đi hả, đo chi. Hoành thân mình đo trên đây nha. Là nó 24. Đo cái bụng của con thú này, con cái thụng bụng này chà bá nện nha. Đo cái chỗ nhỏ đi là nó 47. Nó bụng 47. Cái mình của con thú, chiều dài của cái mình của con thú đây là nó 29. Chưa đo hoành thân hết ta. Hoành thân thôi đo trên đây đi. Hình như đo rồi hết ta. Hả? Ừ ha. 26, hoành thân 26, cái chậu nha bà con, đồ đừng lọt lòng chậu là nó 40. Cây này mình giao lưu là mình không có giao lưu cái chậu nha, còn bà con bứng ra bó bầu cho bà con nha. Đây 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 nè, đó. Rồi.
Cái cây mã số 2 này có giá là 3 triệu 500 ngàn. Đó, 3 triệu rưỡi. Giao lưu mấy cây này hôm nay là giao lưu toàn quốc với bà con luôn, cái không có chậu, cái chậu này rất là nặng mà gì đi nó cũng bể à. Bó bầu cho bà con. 3 triệu rưỡi. Đây là cây mai chiếu thủy. Da đen lá lớn nha bà con. Đó, cây số 3. Đó, người ta nuôi chân cành gì rồi đó. Rồi xin đo thông số luôn. Chiều cao là tới đây đi vào 31. Lên tới trên đây luôn là 40. Hoành thân chợ vừa vị trí này nghe bà con, chỗ cái eo nhỏ nó nhất này nghe bà con là nó 42 đó. Rồi dính cái này rồi để đo lại là nó 41, trên đây là nó 41, đo ở trên đây dưới đây chứ là nó 7 80. Đó, trên đây là nó 80. Đó, hết trơn cái nồi đế rồi. Là nó 90. Đó. Cái này mấy cái vết thẹo này là nó muốn lành rồi nghe bà con. Đây muốn lành rồi. Đây nó có một cái điểm có lỗi đây, chỗ này đây. Đó, có chút xíu này bằng ngón tay từ đây qua đây nè. Đó. Đó, có cái chỗ này thôi, còn như bao với bà con là lành tích hết. Cái này nó ấy được vài con nữa chám lại. Rồi cây số 3. Cây chiếu thủy da đen lá lớn, cây này có giá là 1 triệu 500 ngàn. 1 triệu 500 ngàn. Đó, cây này nó rất là già nghe bà con, cây này ta nuôi lâu lắm rồi đó. Số 4. Rồi cây này cũng là cây số 4. Cũng là chiếu thủy da đen lá lớn luôn. Đó, giờ ta sắp vàng chi xương hết trơn rồi. Cái này làm cũng lâu năm lắm rồi nha bà con. Đó, cây này già quá già luôn rồi, già cú đế luôn đó. Kích thước này nó có một đầu dây mà khó đo quá. Chiều cao từ đây đến đây chỗ này đi là nó 43, vị trí này 43 nè. Đó, cần bay ra đó là 46. Vị trí này đi là nó 38 nha bà con. 38. Xích xuống đây bự dữ ạ. Xích xuống đây chút xíu là nó tới 58. Đó, có cái đuôi. Đường kính bầu chiều dài đó là khoảng 50 52. Đó. Đo cái đọt trên này, cái đọt nối của người ta, cái đọt này cái là nó khoảng là 11. Đó, da đen lá lớn nha bà con. Bà con xem kỹ nha, đây nó có một cái lỗ này nó bị bọng, mình chám lại nha bà con, mình chám cát lên nha con, cát với keo nha. Đó, cái lỗ này hai ngón tay nè nó bị bọng nha bà con. Cây này là có giá là cây số 4 hả, có giá là 1 triệu 500 ngàn luôn đó. 1 triệu 500 ngàn đó, cây này già dữ lắm nha bà con, da đen lá lớn gặt ghi luôn. Rồi xuống luôn. Rồi số điện thoại giao lưu của mình là hỏi nổi không. Rồi cây này là cây mà
căng thẳng nha bà con. Hổm gài đem về quên tưới nước, thành ra nó không có đâm chồi được bà con ơi. Hổm gài quên cái tưới nước nữa. Đó. Cái này tưới vô miếng thuốc kích rễ là nó đâm chồi lên liền. Hổm gài đem về quên tưới nước. Cây này là cần thăng nha bà con, cần thăng này là cây này cây khai thác chứ không phải cây công nghiệp nha. Chiều cao là nó 37. Bay ra tới đây luôn đi đó là nó 60. Cây này khai thác nha bà con. Cây khai thác chứ không phải cây công nghiệp. Hổm gài mình đem về mình quên tưới nước bà con ơi, có khô gan rồi. Rồi cái hoành thân là nó 49. Đó, chỗ này là 49 nè. Đó. Hổm gài quên có tứ bả nước nữa. Rồi cái tổng hoành đế nó là 81. Đó. Cái này đế nó ăn sâu tới đây nè. Đó mà mình nâng vậy thì thôi bà con nữa trồng tùy theo, mà muốn hạ cái đế cao xuống thì hạ cỡ này. Đó. Cây này cần thăng nha bà con. Rồi cây mã số 5 này có giá là 1.900.000. Bao ship toàn quốc luôn. Không ngại quên tưới nước mới tứ rồi. Chịu chín. Chết đó liền chút đi. Rồi cây số 6 là một cây trà phúc kiến nha bà con. Trà phúc kiến. Miền Nam kêu bằng bùm sụm, hai tên là trà phúc kiến, bùm sụm là cũng là nó đó. Đó, cây này là mình mua mình bứng trong vườn nha bà con, mà không biết nó gời ha là nó liền gì mình không biết, nhưng mà mới có làm đế tới đây thôi. Ông chủ cũng nói hồi đó ông trồng là có một cây một đó, mà sao bây giờ nó ra hai cây đó không biết nữa nha bà con, về nghiên cứu rồi nha. Đó, tổng cái chiều cao nó là 35. Hai cây luôn đi đó là nó 25. Hai cây 25. Đo cái cây bự không đi là cái cây bự không là nó 18. Cây nhỏ là nó 13. Tán ngang đo gì đi là 34. Nãy đo chiều cao chưa không biết, chưa đo chiều. 35 hả? Rồi 35 đúng rồi. Rồi. Ta đường kính bầu là nó 26 nha anh em. Nói rồi quên kêu bà con rồi anh em. Rồi cây trà phúc kiến mã số 6 này giao lưu với anh em là giá là 700.000. Quen miệng rồi. 700 nha anh em. Trà phúc kiến cây khai thác chứ không phải cây công nghiệp nha anh em. Rồi cây này là cây Lê Kima nha anh em. Đó cây này nó quái dị cà na lắm, cây mua hộ lắm anh em ơi. Đó cây này là cây Lê Kima nha. Đó cây Lê Kima. Rồi cái chiều cao nó là 26. Cần bay tới đây đi đó là 35. Cái mình của cái cây quái quái này là nó to tới đây là nó 25. Đó, anh xem ngổ nó hoành thân. Hoành thân là nó 29. 29. Đường kính bầu chiều dài nó là 50. Đó. Cây Lê Kima nghe anh em. Không biết nhìn thấy ở ngoài đẹp lắm mà không biết trong hình nó sao, ở ngoài đẹp lắm nha. Rồi cây Lê Kima mã số 8 này có giá là 1.800.000. Số 7, quên nữa, số 7. 1.800.000 nha anh em. Cây này bao ship toàn quốc với anh em luôn. 1.800. Nổi.
Rồi đây là một cây khế gân nha bà con. Cây khế này là thành phẩm hết nha anh em. Đúng rồi anh em. Cây này là mới mình người ta mới vừa dằn lại, nhưng mà qua nước dây này là anh em tháo ra là chơi luôn chứ không còn dằn lại nữa nha anh em. Dằn lại chuyến này là chuyến chót rồi đó, là chơi luôn nha anh em. Đó, nó già dữ lắm luôn rồi. Cây khế gân nhỏ, tuy mặt nhầu nhỏ nhưng cây này nằm chậu không nha anh em. Nằm chậu nhiều năm lắm rồi đó. Cây nó già dữ dằn lắm rồi. Tổng cái chiều cao tới đây là 44. Tán ngang nữa là 57. Hoành thân chắc nhỏ thôi. Hoành thân nó là 28. Đó, hoành thân 28. Để mình đo cái cốt một cho anh em thấy nha. Đây cây này tôi nuôi lâu lắm, già dữ lắm luôn rồi. Cốt 1 nó là được 11. Đó, 11, cốt 1 11 đó. Quýnh cây bài nha. 1 2 3 4 nè, thấy không? Gõ ngàn luôn cái đọt. Rồi cây này là mua về là anh em chỉ chơi thôi. Không có xếp chậu nha anh em. Đó, cái ghế nào ghế nấy nó bự nửa cầm tay hết đó. Đây. Đó, cây này rất là già. Rồi cây mã số số 8 có giá là 4.500.000, không có xếp chậu nha anh em, xếp chậu nặng lắm chứ không xếp chậu. Rồi cái đọt lớn lắm rồi đó, cái đọt bự dữ lắm. Rồi cây này rất già, 4.500.000. Cái này luôn. Cái kia nè. Chà. Rồi tới cây số 9 là cây mai khủng luôn nha anh em. Cây này quá trời bự. Mình mua được ghẻ, mình giao lưu ghẻ cho anh em bà con anh em xài. Đó. Số điện thoại giao lưu của mình là 0797999848. Địa chỉ mình là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chiều cao nó là 85. 85 đi. Tán ngang như gì hai cái chi như này là 38. Cái đọt là 19. Hoành thân 55. Hoành thân là 55. Chuẩn luôn nha bà con anh em. Rồi cái hoành đường kính bầu chiều dài là 52. Đó. Anh em xem kỹ nha, cây này bữa nay là nó đâm một rất là khỏe luôn rồi. Nó lên mập lù luôn. Rồi cây mã số 9 này có giá là 4 triệu đồng. Giao lưu toàn quốc luôn, hoành thân 55 mà có 4 triệu, cây tam tài đẹp luôn rồi. Xuống luôn. Cây nào? Nghe không đi. Rồi cây này là một cây hoa giấy sát pháo nha anh em. Đó, nó có cái cần đổ thiệt là đẹp luôn. Đó, nó cây này lành lặn hết trơn luôn. Nó có một cái lỗ nhỏ này mình chét keo rồi. Mấy cái này là nó xanh tươi không có sao hết trơn nha anh em. Đó, xanh tươi hết trơn, có bộ đế rất là đẹp. Đó. Cây này là cây số 10, là cây hoa giấy sát pháo. Này đo chiều cao bộ đế đi chứ mấy chuyện nào đo chiều cao 30. Tổng cái bộ đế kỳ hoành đế luôn đi là nó là 74. Hoành đế 74 đo gì chứ chiều cao gì, giờ ghế nó cao hơn thân nữa. Rồi cái hoành nó là 25. Nó từ chỗ này nó đổ xuống đây đi nó là nó 43. Không biết đo làm sao, đo nhiều chỗ đi. Đó, nơi này là nó 35. Cái đọt nè nó bằng có ngón tay này nè. Đó.
sát pháo nha bà con. Đường kính bầu nó là khoảng 40 đi đó, đẹp thiệt là đẹp luôn đó. Cái này nó còn tươi xanh nha, mà này nãy nó hơi có cái tim nhỏ chỗ này chấm keo rồi đó. Rồi cây hoa giấy sát pháo này giao lưu với bà con là 1.200.000 đó. Cây này thiệt đẹp nha bà con. Rồi cây này đem ra đẳng đi, em đang lẳng để nó đụng dưới đất. Cây đó cây số mấy rồi không biết, 10. Cây 11. Cây 11 là cây kim quýt nha bà con. Đó, lùng lực luôn. Cây này bữa nay nó mới búng mầm lên. Cây này đó, cây này đang búng mầm. Chiều cao nó được 12. Ủa 21. 21. Hoành thân là nó 25. Đường kính bầu là 24. Đó, cây này đế điệu hết trơn nha bà con, anh em. Cây số 11 có giá là 700.000. Ở cây này anh em về mua về chơi chậu là càng ngày càng lời luôn, 700.000. Rồi xuống. Đưa cây kia lên đi, số 12. Số 12. Để mình kể cái tiểu sử cây số 12 cho bà con nghiên cứu giùm nha. Cái cây này vừa rồi là nhiều người điện hỏi lắm, nhưng mà có anh này anh mua rồi là bên bưu tá shipper nói là điện, anh nói là anh không có đặt hàng, không có đặt cây. Rồi ảnh thì anh điện cho mình, anh nói là sao không thấy ai điện gọi hết. Rồi bây giờ mình không biết làm sao, giờ mình đăng lên bán lại chứ không biết làm sao, giờ không biết nữa. Đó, hai người thì nói vậy, bưu tá nói điện anh nói anh không bắt máy. Ý là không bắt máy, ấy anh không có đặt hàng. Rồi ảnh thì ảnh nói chờ nhận cây mà sao không thấy ai gọi. Đó, chiều cao là 37. Thôi giờ mình bán lại chứ biết sao, giờ không biết, mình cũng không biết gì sao nữa. Thôi bây giờ hoành thân là 17. Đó, cây này nè. Mình chiến gọi mình cũng bán anh em 300.000 đó. Mà nhiều người điện cái cây này lắm. Bây giờ mình cũng bán lại giá y vậy 300.000 bà con coi nè, cắt ra nè. Đó là đem về cắt ra rồi đăng lên bán lại rồi 300.000 đang búng một tốt nha bà con. Đó, 300.000. Cây số 12. Rồi cây số 13 cũng là phôi kim quýt luôn nha bà con. Mà cây này thì nó quái dị hữu lắm, nó quái cực kỳ quái. Ba cây mà ba cây này hồi đó chắc người ta trồng ba cây ha, hồi sao không biết, nhưng mà bây giờ nó dính nó liền nhau rồi, vì nó quái hết, biết quái cây nào quái đó. Cây này cũng vậy nè, quái cục cục. Rồi cây này cũng vậy nè, rồi cây này cũng vậy nè đó. Bây giờ không, bây giờ nó tùm lum nó quái gì đâu. Bây giờ giao lưu với bà con luôn. Nó chiều cao nó là 44, cây cao này nha. Cắt cây này là 32. Thấp thấp cây này là 26. Đó, mình để mình đo cây này, cái cũ này mình đo như vậy thôi, không biết coi đo làm sao nha. Đo nè. Cái cũ này là nó 29. Đó, cũ này 29 nè. Đó, xuống dưới đây nè, nó bự chà bá nữa nè, 27. Rồi chỗ cái eo này cây ngố lắm. 10 19 18. Đó, cây này cũng vậy nè, thôi đo cây thôi. Đó, nó cũng như tầm cây đo cục bự này cây. Đó là nó 24. Cây này nó cừ lắm, cừ lắm. Rồi cái cây này là cũng cái cũ này là cũng 23. Đó. Rồi đường kính bầu đi là 27. Đó, nó quái lắm nha anh em, xem kỹ nha. Cây này đó trồng trong cái sâu mũ rồi cái bao gì tùm lum hết trơn á đó. Cây số 13 này có giá là 3.500.000 nha bà con anh em. Cây này là độc lạ Bình Dương, không có cây thứ hai mà đụng với nó nổi đâu. Vì anh em bà anh em chơi cây này là đẹp dữ lắm. Rồi 3.500.000 cây phôi cây kim quýt.
13, cây 14 đâu rồi không biết nữa. Gì nó chạy đâu rồi ta? Hả? 13 cây nữa luôn. Cây rồi hả? Cây này đi. Rồi vậy là cây này ghi lộn số mà bà con ơi, cây này là cây 14, cây cuối clip nha bà con, anh em. Cây này là cây số 14 đi. Tại mình ghi lộn rồi anh em ơi. Chiều cao là 31. Hoành thân là nó 38. Nó 38. Rồi đường kính bầu là 45. Cây số 14 nha anh em, cái này mình cũng lộn rồi. Cây số 14 là cây mai vàng nha anh em. Rồi cây số 14 này là cây cuối clip. Là mình có giá là 1.200.000. Số điện thoại giao lưu của mình là 0797 999 848, địa chỉ mình là Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi cuối clip cũng xin mến chào quý bà con anh em. Quý bà con anh em mà đón theo dõi và xem ủng hộ tiếp giùm mình clip này ha. Rồi xin chào bà con và hẹn bà con anh em những cái clip kế tiếp. Xin mến chào.